Thì bạn đầu tiên mình là tạo ra phủ giấy mới controller. Kích thước ở đây là để 900 x 603. Nhân cho 603 nhá. Độ phân giải 150. Được chưa? Đây màu RGB và 8 bit. Thì bạn có thể phân tích hình ảnh trước. Nào 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 nào. Đây nhá, thì bạn phân tích hình ảnh trước nhá. Và phần nền thì mình sẽ làm trước đối những được chưa? Thì những phần chi tiết phần người phần những cái chi tiết nhỏ thì mình sẽ làm sau. Thì cái nào ở sau thì mình sẽ làm trước. Ok, mình sẽ kéo phần phần cô gái này vào trước này, mình sẽ xử lý. Ok, mình có thể xử lý kéo bằng cách là chọn vào đây. Thì đối với trường hợp này bạn có thể thấy là trường hợp của mình bị báo lỗi. Mình có thể xem lại định dạng của hình ảnh, chuột phải chọn vào đây, property. Và chọn vào đây thì bạn có thể thấy là định dạng này không phải là hình dạng hình ảnh khi mình đang trực tiếp trên trên mạng về. Thì bạn có thể là mời hình ảnh bằng cách là chuột phải chọn vào open with, chọn vào pen, Ctrl A, Ctrl C copy trực tiếp và Photoshop mình Ctrl V. Chưa? Mình sẽ xem lại hình ảnh, mình sẽ để phần cô gái nó nằm ở đâu. Ở đây tỷ lệ bố cục 1/2. Ok được chưa? Ở đây. Trước tiên mình phải xử lý phần nền trước đúng không? Xử lý phần nền nhá. Bởi vì các bạn phân tích thấy này, ở đây là nền bền, tức là nền một màu. Mình có thể đổ màu phía dưới layer background này. Rồi chọn y ngắn. Chọn y ngắn, chọn vào đây và đổ màu cho nó. And delete. Được chưa? Ok, thì các bạn cho trường hợp này nó đang bị lỗi những cái phần này này. Nó chưa ăn êm vào nền lắm, đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy trên VV không? Ok, chọn vào layer phần cô gái. Dùng công cụ Lasso Tool L quét qua những phần này. Quét qua, đây là ví dụ ở đây. Shift F6, bạn còn nhớ Shift F6 là gì không? Ok nhá. Ở trong trường hợp này mình sẽ để tầm ví dụ và 20. Backspace trực tiếp đi. Ctrl D thì nó ăn êm và nền hơn. Tương tự mình có thể xử lý tiếp những cái trường hợp này cách là quét qua đây. Shift F6. Ví dụ trường hợp này 15 nhỏ thôi. Ctrl D. Mình xử lý xong phần nền, được chưa? Phần tiếp theo có thể dùng thứ nhất là bạn có thể là vẽ phần này trước, bố cục trước, hoặc là bạn có thể tạo cái này, kéo cái này vào trước nhá. Phần pen thì bạn biết rồi thì mình có thể là kéo phần nào vào trước mình xử lý. Ctrl O kéo cái này vào đây, có thể kéo trực tiếp vào phần Photoshop nhá. Đấy. Khi mà mình kéo trực tiếp vào cái phiên bản làm việc của mình ấy, nó sẽ dạng Smart Object, dạng giữ nguyên link. Mình quét vùng chọn qua đây, nếu mà xóa nó sẽ báo lỗi. Được chưa? Được chưa? Báo lỗi. Ok, Ctrl D và chuột phải chọn vào layer này và bỏ Retry Layer, nó chuyển thành layer thường. Ok, mình có thể quét qua và xóa được. Đấy thì bạn lưu ý nhá. Ctrl Z lại. Ok, đối với trường hợp mình xử lý qua phần này này. Phím M vùng chọn. Quét qua phần này. Dọn vào Edit, chọn vào Shift F5. Enter, chọn vào Content Away. Enter. Đấy, xử lý xong. Đối với trường hợp này, một số anh thấy một số trường hợp bạn xử lý như này nhá. Ctrl T cho nó nhỏ thì nào. Ok, bạn có thể dùng tẩy, đúng không? Công cụ tẩy thứ ba này này. Quét qua. Đúng không? Ở trong trường hợp con tẩy này, bạn lưu ý nhá. Nó sẽ có cái Continuous này. Tức là khi mà mình chọn vào ấy, nó sẽ chỉ chọn được một vùng thôi. Khi mà mình bỏ đi, có thể thấy là khi mình xóa đây, có thể thấy là xóa được toàn bộ những cái vùng liên quan màu trắng này. Nhưng mà nhìn này này nó không được đẹp lắm đúng không? Thì trường hợp này nó không ok. Ctrl Z lại. Thì các bạn có thể là học qua hòa trộn rồi. Thì các bạn lưu ý ở trong phần hòa trộn trên bảng layer này. Trên bảng layer nhá. Thì mình sẽ có những cái hòa trộn đây. Ví dụ lọc sáng. Lọc lọc màu sáng đúng không? Lấy màu tối. Chọn vào Multi. Đấy, thì mình tự động lọc được tất cả những liên quan màu trắng. Chỉ giữ lại cái này. Được chưa? Hoặc là các bạn có thể lọc là đắc cần thì nó sẽ lọc 100% màu trắng. Được chưa? Nhưng mà nó không được đẹp bằng bằng Multi. Đấy, ok. Trong trường hợp này thì các bạn có thể xem qua hình ảnh một chút nhá. Ở đây những cái nhân những cái chi tiết chính của cái khuôn mặt đấy thì mình không được bỏ những cái vật thể trang trí này vào bởi vì nó che mất cái khuôn mặt của mình. Mình có thể dùng cách là dùng phím E đúng không? E đầu tiên, Easy Tool, quét qua bên này.
đúng không? Ok, nhưng mà trong trường hợp ví dụ mình quét ra ngoài này rồi đúng không? À, quét ngoài nó bị xóa đi, với trong trường hợp mình control S và tắt phần mềm đi thì không lấy được lại. Cái control Z lại thì trong trường hợp này mình cũng không không xử lý. Thì đối với trường hợp này bạn sẽ xử lý bằng phần mặt nạ. Layer mask. Và dùng brush. Đương nhiên dùng brush màu đường tròn. Và cái viền mềm. Ok, cho nó nhỏ lại. Quét qua đây. Đấy, mình lấy lại tận bộ chi tiết. Ok, xong rồi mình có thể để opacity nó sắp xuống bằng số 5 trên bàn phím thì nó tự động nó chuyển về như này. Êm hơn. Tiếp theo mình sẽ vẽ bố cục cho nó, thì bạn có thể xem lại bố cục lên này, xuống, không lên xuống. Dùng pen. Bạn lưu ý nhá, trong này cho bạn có thể thấy những cái đường này này. Đó. Thì đối với trường hợp này mình xử lý bằng pen dạng shape thì nó dễ hơn. Dùng pen dạng shape. Nó sẽ có stroke và phần fill. Ok, đây, quét qua. Ok, mình quét qua đây. Ví dụ thế. Ok, bạn có thể chọn màu. Màu này thì bạn nếu mà bạn làm thực tế, thứ nhất là bạn có thể chọn màu theo sản phẩm. Thứ hai là chọn màu theo nhân vật. Ok, chọn vào đây, tích vào bảng màu. Chọn vào màu đây. Ok, mình chọn được màu. Cái thứ hai nữa chọn được chóc, đúng không? Chọn chóc đây thì nó là màu trắng. Chọn đây và chọn vào màu trắng. Cho nó to lên. Được chưa? Và đương nhiên nó là đường nét đất. Ví dụ bạn xong lại rồi, bạn có thể trở về công cụ pen và chỉnh sửa cho nó bằng giữ phím Ctrl, quét qua đây, chỉnh sửa lại điểm neo. Đây. Ok, có một đường nữa là đường phía sau, mình có thể dùng pen tiếp về lại, dùng pen. Đây, vẽ qua đây, có độ to vừa và nhỏ thì bố cục của mình ok hơn. Đấy, quét qua phần ngoài. Enter để cho nó ví dụ 50%. Được bố cục như này. Tiếp theo, đây các bạn nên lưu ý nhá, khi mà mình để bố cục thì mình phải lộ ra cái sản phẩm của mình, không được che mất. Ok chưa? Cho cái này lên đây, chọn vào phần cái này nữa, kéo nó lên. Đâu, để lộ cái sản phẩm của mình. Được chưa? Ctrl T có thể cho nó nhỏ lại. Không mất phần đầu. Được chưa? Và cái tiếp theo là mình có thể thêm một số họa tiết trang trí ở đây. 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 Thì nó sẽ ăn theo một màu, màu sản phẩm. Các bạn có thể giữ công cụ U hoặc là công cụ chọn, tùy các bạn dùng công cụ nào. Các qua đây. Phím Y ngắn chọn vào màu này. Đổ cho nó, đương nhiên có vùng chọn thì mình phải có một layer mới và đổ màu cho nó. Ctrl D và để cho nó ví dụ 30% họa tiết trang trí thôi. Bạn ăn theo cùng một màu thôi nhá. Tương tự phím M quét qua đây, tạo layer mới, đổ cho nó một màu. Ctrl D để 50%, tương tự tất cả những họa tiết trang trí khác. Còn tiếp theo nó có cái bố cục để này để giảm giá. Đối với phần bố cục chữ bạn lưu ý nhé, nó sẽ ăn theo phần khung như này này, một khung hình chữ nhật ăn theo phần căn giữa của logo. Ok, mình sẽ kéo phần xử lý phần logo trước nhé. Ở đây logo ở đây mình tách nền rồi. Nhưng mà phải đổi màu đúng không? Ok, trong trường hợp này bạn muốn đổi màu hay là thay đổi những cái thông số trên này thì bạn về chuyển nó thành đối tượng thường bằng Raster Layer. Và đổ màu trực tiếp nó bằng cách là chuột phải, chọn vào Blending Option, chọn vào Color Overlay, chọn vào đây, chọn vào màu. Đây là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là có thể chọn vào cái khóa nền đầu tiên, chọn màu và đổ màu trực tiếp bằng Alt Delete. Thì có hai cách đấy, bạn có thể chọn theo cách nào cũng được. Cái thứ nữa thì mình có thể tạo ra cái vùng chọn này, quét qua đây, tạo layer mới và đổ cho nó cái màu này. Ctrl D đương nhiên là phải nó phải nằm trên cùng. Ctrl G, Ctrl T giữ Shift, giữ Alt, kéo kéo đồng tâm và để cho nó 30%. Mình được bố cục. Đây mình đánh chữ. Được chưa? Ở đây phần chữ, cái phần chữ bạn căn chỉnh theo phần khung nhá. Cái phần logo. Đấy thì bạn toàn bộ ăn theo cái phần bố cục chữ logo thế này thì hoàn thiện mặt nạ, phần pen, phần hóa trộn.
mình được tạo ra một cái banner về mỹ phẩm như này, được chưa? Ok.